Xin mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã trở lại kênh của Thịnh Nguyễn. Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao ra thông báo. Thịnh Nguyễn xin đọc cho quý ông bà và anh chị em nghe thông báo của Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao. Thông báo phòng ngừa dịch COVID-19. Kính thưa quý khách hành hương, dịch cúm COVID-19 đang tái phát. Vì thế, Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao sẽ không tổ chức chương trình hành hương vào ngày 12-13 tháng 2 năm 2021 tại quảng trường trung tâm. Tuy nhiên, khi đến viếng Đức Mẹ Tà Bao trong dịp này, xin quý khách đeo khẩu trang, khử trùng, giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Trân trọng cảm ơn Văn phòng Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao, thôn 2 Đồng Kho, Tánh Linh, Bình Thuận. Thịnh Nguyễn xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã ủng hộ kênh của Thịnh Nguyễn. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi lòng lành, Mẹ Maria Nhân Hiền, Thánh Cả Giuse kính mến, ban nhiều ơn lành nồng phúc xuống cho quý ông bà, anh chị em. Ngày tháng trời